Trần Anh vừa về một mẫu Nissan, Nissan Sunny cô chú chị 2013 nha bà con, số sàn. Được cái em này đi tiết kiệm nhiên liệu bà con ạ. Máy đâu có chỉ có 1.5 mà. Chạy đâu lăn quanh em này 7 lít số sàn nha. Phong dáng đẹp chuẩn, được cái xe nhỏ gọn. Sedan hai đầu mà có dàn lạnh độc lập phía sau luôn. Amera. Bản XL 75 thường Thiên Huế nha. Đó. Biểu tượng của Sunny. Sunny có nghĩa là mặt trời đó anh em. Đây bà con nè. Phong dáng đẹp và ghế chủ nhà ở trong bọc và hết toàn bộ sạch sẽ rồi, hai bên cương guốc, không có đâm va và lỗi lầm. Mẫu nó chạy qua thời gian tắm qua nước sơn nè. À, bên phía sau chúng ta sẽ có dàn hành độc lập hết toàn bộ cho anh em nè. Đây là chỉnh điều hòa phía sau nè. Không, người ngồi sau là thoải mái mẫu này. Được cái rộng rãi anh em nha. Mẫu này đi nó cũng lạnh, tiết kiệm nhiên liệu. Bộ kính cửa tắp bi là chỉnh điện hết toàn bộ. Keo chỉ em này hầu như là nguyên si nha bà con. Nội thất option ở trong à. Đây anh em tắp bi nè. Đẹp là hệ thống keo chỉ nè. Keo chỉ là nguyên bản hết. Xe này vừa mới về thôi cho anh còn phải dọn. Hệ thống gương chỉnh điện, vô lăng tích hợp là hai túi khí bên phụ bên tài. Ghế da sạch sẽ cho bà con nhé. Đó, mẫu này đi về chạy rất là lành anh em ạ. Nè anh em. Hệ thống ưu tiên phía trên nè. Số này, cái này 5 cấp số bà con nha. Đó, điều hòa nè. Đó, trang bị toàn bộ cục điều hòa cơ hết. Vô lăng tích hợp túi khí. Vô lăng tích hợp luôn và trên đây chúng ta sẽ có túi khí nữa nè cô chú anh chị. Đó, túi khí e-băng là không có dấu hiệu đâm va lỗi lầm nữa. Màn hình cam dê full rồi. Đồng hồ bản đủ. Hệ thống báo odo của em nó là odo điện tử hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Báo tu máy nè, báo km nè. Tất cả tính năng hoạt động ok hết. Giá hợp lý lắm. Mẫu này đi về gia đình thì mẫu này ok rồi anh em. Đây cục máy nè. Mới lấy về chưa có dọn, xe này còn đi dọn luôn. Xe này cho đi dọn luôn đi. Cho dọn cho đẹp. Máy qua thời gian canh chỉnh có là máy rồi. Máy mặt nắp con cam cò có mở rồi bà con. Thì đôi chúng ta có hệ thống ABS. Hai bên kèo cột nguyên bản nè. Biểu tượng của Sunny mã màu 1498 là máy 1.5 nha cô chú anh chị. Và dàn xương đầu của nó, xương đầu dòng xe Nissan này thiết kế rất là hay bà con coi. Nó không thiết kế ở ngay cái phần đầu cản, nó thiết kế ở trong, ở trong gần phần khoang máy. Cho nên là bà con về nhìn vô bà con biết là dễ có cứng đục hay không, bà con nhìn bà con biết liền à. Bốn máy nè anh em. Em này mặt nắp cò ban đầu mở rồi nha anh chị nha. Khó mở rồi, còn máy số rin hết bà con. Đó, hệ thống Boe cảm biến gió đầy đủ các tính năng rồi. Xương đầu là theo xe hết. Nắp capo nè cô chú anh chị. Liền lạc và sạch sẽ. Đây nắp capo nè. Keo trên nắp capo được nguyên vẹn hết nha. Cục máy hơi dơ. Đăng kiểm tháng 2 2025. Nói chung mấy cái mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng tắm qua nước sơn là bình thường anh em nha. Cho nên hết sơn rin rồi. Chủ nhà kết hợp lại lên mâm, mâm đúc rồi. Được cái dàn lạnh phía sau đi ok. À, nội thất ở trong đó, anh chị thấy đẹp không? Dọn lên nó là hết bài. Đây, bên đây chúng ta sẽ trang bị là túi khí e-băng. Tổng cộng bên đây chúng ta sẽ có hai túi khí nha. Và đây số sàn đi thì nó sẽ chủ động hơn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tắp bi bên đây cũng là tay nắm. Tay nắm nhựa nguyên bản của dòng Nissan Sunny. Gầm đẹp, bốn vỏ nè. Bốn vỏ đâu đó còn được 60-65%. Gầm ở dưới là không có tí, gọi là một vọt ở dưới phần gầm nha anh em. Đây là phần cốp nè. Cốp rộng rãi. Xe chưa dọn đâu, cho anh cũng mới lấy về thôi. Đó, liền lạc. Bà con nào thích mẫu Nissan Sunny máy 1.5 này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Đèn liếc. Đèn hậu phía sau là đèn liếc hết toàn diện nha anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè. Đó, mẫu này tiết kiệm nhiên liệu. Quá tiết kiệm nhiên liệu cho anh em gầm bề ở dưới nè. Không có dấu hiệu là mục mọt nha anh em. Anh em thấy phần gầm không? Gầm khá đẹp nha. Đó, khá là sạch sẽ. Nói chung mẫu này là ngày xưa cứ chạy qua dịch vụ đó anh em. Đó là Trần Anh nói luôn. Nói thẳng và nói chuẩn được cho anh em. Rồi bà con nào quan tâm mẫu Nissan này thì alo cho em nha. Mẫu này đi bền lắm, tiết kiệm nhiên liệu nữa anh em. Hàng là hàng thương hiệu nha, không phải là hàng Trung Quốc đâu nha anh em nha. Ok anh em. Rồi chào anh em nha.